Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến một câu hỏi do một vị đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng con kính nhờ chị Định Nghi đọc và tiếp theo chúng con kính mời mấy thầy hạnh phúc chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Xin thầy cho con một lời khuyên. Con là Nguyễn Văn Minh, pháp danh Nhuận Trí, 48 tuổi. Hiện nay con có gia đình được hai con. Con nghe được danh hiệu A Di Đà Phật và pháp môn Tịnh Độ hơn 4 năm. Con cũng đã phát tâm ăn chay trường, không ăn ngũ tân và đi hộ niệm giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hằng ngày con tu hai thời, niệm 18.000 câu Phật hiệu và quyết chí niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con không tham tiền tài, nhà cửa con đều buông xuống. Có một điều con lo lắng là ý nghĩ dục vọng nam nữ. Con chưa đoạn được, vẫn làm những việc xấu khi tâm con khởi lên. Lúc chưa hiểu đạo, con là tài xế, xe ủi, xe múc. Một lần ủi, một lần múc, con giết chết không biết bao nhiêu là chúng sanh, rồi giết chúng sanh để ăn. Hiện nay con trồng hành là nghề nuôi sống gia đình, và cũng còn xịt thuốc giết chúng sanh. Giờ con rất hối hận, nên hàng ngày con niệm Phật, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh có duyên lành và chẳng lành. Con làm như vậy có đúng lý đúng pháp không? Xin lão cư sĩ Diệu Âm chỉ dạy để đời này con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con thành kính tri ân thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạn mình đưa ra những câu vô cùng tế nhị mà hay lắm đấy. Bạn mình của mình ơi, nếu bạn tu về thiền định mà bạn có gia đình, có vợ con, thì chuyện thiền định của bạn không bao giờ thành tựu được đâu. Tại vì những người mà còn dục vọng, những con muốn chuyện ân ái vợ con mà nói để đi vào thiền định để mà đắc quả, vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Đây là cái cách từ cho đến cách từ tu, những phương pháp từ tu. Phật nói coi chừng với hàng phàm phu này mà từ tu để đắc quả thì 1 triệu người khó tìm ra một người đấy. Còn cái phương pháp niệm Phật vượt qua núi nghiệp trở về Tây Phương thì chư tổ nói vạn nhân tu vạn nhân khứ, muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh. Phật không nói muôn người niệm Phật mà cứ việc vợ chồng thì muôn người vãng sanh, Phật không nói như vậy, chư tổ không nói như vậy. Cho nên cái một cái đường tu nó có một cái nhu cầu khác nhau. Chưa kể nếu mà chư vị dùng cái hành gọi là cái tà hạnh, cái tà dâm để mà tu hành thì hoàn toàn sai. Còn đây cái nghĩa dụ của một người chồng người vợ hoàn toàn nó là cái chánh đáng, chứ phải khỏi lo cái chuyện đó đi. Nên nhớ cho kỹ, gia đình có con cái, con ủng hộ cha niệm Phật vãng sanh, con ủng hộ cháu, cháu ủng hộ bà ủng hộ cháu, hoàn toàn ở trong cái nghĩa là 10 niệm tất sanh, không có phải là cái con đường cản trở chư vị vãng sanh đâu. Cho nên nếu chư vị nếu là nói con tu thiền định, con quyết lòng cho cái tâm gọi là hoàn toàn thanh tịnh, thì những câu nói là tôi còn có muốn chuyện vợ chồng, chuyện con cái thì tôi không cách nào được đạt được, đúng câu này đúng. Chính vì thế mà chúng ta chọn cái
con được gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mình có con có cái, mình nuôi dưỡng con cái, khuyên con cái niệm Phật. Mình có vợ có chồng, chồng khuyên vợ niệm Phật, vợ khuyên chồng niệm Phật, hỗ niệm cho nhau vãng sanh rất nhiều rất nhiều. Đây là một bằng chứng để mà chúng ta không sợ chuyện này. Nhớ là chúng ta chuyện vợ chồng chánh đáng không phải là cái điều cản trở con đường vãng sanh của mình. Làm sao niềm tin chư vị đúng, ăn ở hiền lành vững vàng, lúc cuối đời cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh trước giờ phút ra đi. Mình niệm được 10 niệm nhất định chư vị được vãng sanh tịnh độ, vãng sanh đến nỗi đếm không hết. Nhớ nhé. Còn điểm gì nữa? Còn điểm xe ủi, xe cát. Xin thưa thật với chư vị, ở trong đời này là cái đời ác thế chư vị ơi. Chư vị bỏ cái xe ủi đi, chư vị có bỏ được chiếc xe hơi không? Lái xe hơi chư vị có tránh được con sâu, con kiến, con rầy ở dưới đường không? Nếu chư vị không có xe, chư vị lái xe xe dễ, xe gắn máy đó, xe ông đa đó, xe ông đa chư vị băng qua nước có biết là bao nhiêu con trùng mà cá dưới chân của chư vị, dưới bánh xe của chư vị không? Nhiều quá, nhiều quá. Trên đời này không cách nào có thể trốn được chỗ này, gọi là ác thế. Chư vị có biết cắt cỏ không? Cắt cỏ vườn cỏ của mình đấy. Một lần cắt cỏ, một cái đường xe cắt cỏ đi qua giết hàng ngàn con kiến, chư vị có biết không? Bây giờ làm sao đây? Nếu không cắt thì cỏ sẽ mọc tùm lên. Chính phủ lại tới phạt. Rắn rít lên tới phá hoại mình. Làm sao đấy? Chính vì thế mà trong cái địa tạng Phật dạy kích ở tại cái thế gian này, khởi tâm đồng niệm đã tạo nghiệp rồi. Chính vì thế mà thường thường chúng ta cứ đem công đức lành của mình hồi hướng tất cả chúng sanh có duyên với mình. Con chó, con gà mình nuôi, mình thương nó, mình đừng làm việc nó nhé, thì mình có duyên với nó, mình hồi hướng công đức cho nó. Còn có những con không có duyên, con kiến, con gián, con rùa, con mũi, mình không muốn giết nó. Nhưng mà làm sao đây chứ vậy? Một thế giới này hoàn toàn không cách nào có thể làm được tận thiện. Chính vì đấy mà muốn được tận thiện chứ vậy làm sao đây? Hãy niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc đi chứ vậy. Trên Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh trên đó cũng có con chim, cũng có con gà, cũng có những con vật. Nhưng mà đó là A-di-đà Phật hóa hiện ra làm cảnh giới cho đẹp, chứ không phải là con vật bị đọa đầy đâu chứ vậy. Chỉ trở về Tây Phương, trở về cái cảnh giới Pháp tánh rồi, chúng ta thành Phật rồi, chúng ta mới có thể là tận thiện. Và còn dùng cái thần thông đạo lực của một vị đại thiện đại lĩnh đi khắp thế gian, khắp quốc độ, cứu độ nhau để cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà mong chư vị mới nhớ rằng là ở tại đây đành rằng mình tránh được. Cách nào tránh thôi chứ không thể nào, không thể nào tránh được. Cho nên trong nhà Phật, những cái mùa mà mùa cây cỏ lên tươi đẹp đó, chúng sanh mới sinh ra đầy hết trơn, Phật nói những vị xuất gia nên trở vào trong nhà, đóng cửa lại mà toàn đừng đi ra ngoài, sợ đi trong mình đạp lên những con vật đó. Đó là Ngài thị hiện cho chúng ta biết là những hành động đại thiện đại lành nó khởi từ trong tâm này tới ra. Chứ khi chúng ta đã bước đi rồi, không cách nào có thể trốn được. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy càng quyết tâm niệm Phật, càng quyết lòng về Tây Phương, càng sớm thành đạo để cứu chúng sanh với. Chứ còn chúng sanh thì chịu nặng, nặng nặng nề lắm chư vị ơi. A-di-đà-phật. Nam-mô A-di-đà-phật. Chúng con tập